Thưa quý vị, bây giờ là phần 2 của chương trình Vẻ Đẹp Vĩnh Hằng. Và như đã hứa là với phần 2 ngày hôm nay có những cái quà tặng rất là đặc biệt mà Jennifer sẽ gửi đến quý vị khán giả. Thưa quý vị, nguyên cả tuần trước đó là công ty Fabric Murmur đã gửi ra cho những quý vị nào mà điện vào trong chương trình cái miếng che nắng. Những quý vị nào mà chưa nhận hàng, Jennifer cũng cảm ơn quý vị đã chờ đợi. Nhưng mà công ty Fabric Murmur đã gửi ra hết rồi. Nếu mà quý vị chưa nhận, quý vị có thể nhắn vào cho Jennifer và Jennifer sẽ cố gắng và tìm cái order đó cho quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay đó, khác hơn cái miếng che nắng tí xíu là một cái sản phẩm mà công ty Fabric Murmur những quý vị, những cô ở Fabric Murmur lúc nào cũng xài hết. Và những khách cũng rất là thích, đó là cái Multi Care Cream. Cái Multi Care Cream này của Forever Be More đó, thưa quý vị, nó là chiết xuất từ cây aloe vera. Và mình có thể, nó có rất là nhiều tác dụng cho cái sản phẩm này. Những quý vị nào mà bị nứt trên tai của mình, bị khô tai, những người mà bị eczema trên tai hay đầu gối của mình đó, quý vị chỉ cần thoa một ít cái Multi Care Cream này vào, nó có thể giúp lành lành những cái vết thương trên làn da luôn. Tại sao nó gọi là Multi Care Cream? Tại vì nó có rất là nhiều tác dụng để giúp chữa trị những cái khô da nè, bị giống như bị eczema trên làn da. Đúng rồi. Và thưa quý vị, đó là một trong những cái quà tặng. Và cái quà tặng thứ hai mà Jennifer sẽ gửi đến quý vị đó là một cái gift voucher trị giá là 20 đồng để mà quý vị có thể lựa chọn mua bất kỳ sản phẩm nào của công ty Forever Be More. Dạ thưa quý vị, cái 20 đồng gift card voucher này đó, quý vị có thể dùng trong những chi nhánh của Forever Be More. Nhưng mà quý vị ở cần, hoặc là những quý vị nào ở tiểu bang xa đó, Jennifer xin giữ 20 đồng gift card đó để quý vị có thể điện vào và đặt bất kỳ sản phẩm quý vị thích. 20 đồng đó quý vị có thể bỏ qua mua một cái loại kem trị giá 60 đồng mà quý vị có thể bù lại những cái tiền sau. Đúng rồi, rất là hấp dẫn luôn. Mà đây là những cái quà tặng mà công ty đã dành tặng quý vị khán giả ngày hôm nay khi mà quý vị gọi điện thoại vào số vô là 1888-933-7624. Dạ, xin nếu mà quý vị có những cái câu hỏi gì về chăm sóc làn da, với lại nước uống collagen beauty drink chiết xuất từ chiết xuất với trứng cá hồi của Be More, hoặc là về cái serum nhau thai cừu, hay là quý vị có nám ở nhà rồi và muốn tìm cách nào để có thể trị những vết nám đầu mồi đó, Jennifer xin mời quý vị hãy điện vào một lần nữa cái số đó để lên đài trực tiếp, đó là 888-933-7624. Những quý vị nào mà đang xem chương trình trên những cái app hoặc là trên Facebook, quý vị có thể comment vào. Nhưng mà Jennifer muốn gửi đến cho quý vị mà điện vào cái Multi Care Cream này, Jennifer sẽ gửi ra miễn phí cho quý vị, và đồng thời quý vị sẽ được thêm 20 đồng để dùng cho bất kỳ sản phẩm quý vị muốn. Jennifer thấy một cuộc gọi đây, Jennifer xin mời. Hello. Hello, Jennifer hả? Dạ, hi chị. Cái này đang chiếu live ở Facebook đúng không? Dạ đúng rồi chị. Chị coi trên Facebook á. Dạ. Cho chị hỏi là cái loại mà thuốc mà diet á. Dạ. Của mấy đứa bé mà của 18 tuổi xài được không ha? Bắt đầu 18 tuổi đó thì nó cũng còn rất là nhiều thay đổi trong cái hormone trong cơ thể của họ. Tuy nhiên tại vì cái Lean MD là nó toàn là những cái thành phần bổ giống như thuốc bổ đó, thì em nghĩ nó không có thể thành vấn đề cho những trẻ em 18 tuổi. Nhưng mà tụi em recommend đó là có gì chị nhờ con chị hoặc là em chị điện vào cho em để em tư vấn kỹ hơn á chị. Tại vì 18 tuổi em thấy nó cũng còn hơi trẻ, giống như cái sự trao đổi chất của những em cũng còn rất là cao, so họ chưa có cần thiết cái bộ giảm cân. Dạ. À vậy. Dạ, nhưng mà nếu mà chị muốn em có thể điện cho em và tư vấn kỹ hơn. Ok. Dạ. Rồi chị cho chị hỏi cái mà mình cấm nắng á. Dạ. Nếu mà chị order bây giờ thì là bao nhiêu chị? Qua cho những cái loại chống nắng LTMD của tụi em á, tụi em còn giảm bớt 10 đồng trong tháng 7 này. Nếu mà chị muốn thì sau show em có thể điện lại cho chị. Công ty Forever Be More có 3 loại. Có một loại chống nắng cho dành cho da dầu, một loại chống nắng dành cho da khô, và cái body lotion. Ok. Dạ. Để có gì xong anh gọi cho chị ha. Dạ, chị tính như chị? Chị tính Xuân. Ok, em cảm ơn chị Xuân nha. Để cứ sau show em điện lại cho chị Xuân. Ok, bye chị. Và cũng cảm ơn chị Xuân đã điện vào. Jennifer cũng sẽ gửi tặng cho cô cái Multi Care Cream với lại cái $20 gift certificate để cô xài trong những cái sản phẩm của Forever Be More. Nếu mà quý vị có những cái câu hỏi giống như chị Xuân hồi nãy, Jennifer xin mời quý vị hãy điện vào 888-933-7624.
Thưa quý vị, là trong cái khoảng thời gian mà chương trình nghỉ giải lao thì cũng có rất là nhiều khán giả gọi điện thoại vào đặt câu hỏi về cái sản phẩm nhau thay cừu serum cũng như là nước uống collagen đỏ, phải không Jennifer? Thì một lần nữa Xuân Quỳnh xin nhắc lại cái promotion cho ngày hôm nay, đó là nước uống collagen đỏ khi mà quý vị mua một hộp có giá là 180 Mỹ Kim. Xuân Quỳnh thấy có một cuộc gọi vào. Hello, Jennifer, xin mời. Hello, Lê Phương ơi. Dạ, hai chị tên gì chị? Hello. Chị Hằng. Hai chị Hằng. Yes, em nhớ chị Hằng. Cái chị hỏi là ví dụ như cái da mà bị dầu á, da bị dầu thì thường là mình xài cái kem nào? Cái kem nào hả chị? Ừ. Giống như em da dầu đó thì em thích xài cái serum mặt nhẹ. Serum mặt nhẹ mình tuổi nào dùng cũng được hết, nhưng mà nó giúp là giữ cái control cái oil trong da dầu của chị đó. And then ban ngày đó thì em thích dùng cái loại kem chống nắng mà nó gọi là UV clear á. Em không biết nhưng mà lần trước chị vô em cho chị xài cái sample chưa hay không. Nhưng mà cái UV clear giữ gìn da dầu ban ngày. Ban đêm á thì em thích dùng một cái loại kem nào mà nó làm mát dịu cái làn da xuống, so giống như có kem yến nè hoặc là kem tế bào gốc chị dùng cũng được nữa. Còn ban ngày thì mình có cần xài cái kem, một cái loại kem giống nhau ban ngày không? Ban ngày cái UV clear đó trong đó nó cũng có hyaluronic acid để dưỡng ẩm cho chị luôn, so chị không cần thiết bỏ thêm một lớp kem ở trên ở dưới chứ. Vậy á hả, tức là nếu mà ban ngày mình đi ra, nói chung mình đi làm, mình đi ra đường thì mình chỉ cũng có thể xài một cái UV cream thì cũng được, cho tới tối thì mình khi đi ngủ thì mình mới xài một là cái sun down hay là cái yến, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Có những ok. Nếu mà chị có điều trị giống Chị như đã nếu mà chị có điều trị bằng dùng serum nhau thay cừu hay cái gì đó đó thì chị để dành cái đó cho ban đêm cũng được nữa. Dạ mấy cái đó tụi em, chị Hằng ơi, tụi em có sample ở tiệm, nếu mà chị muốn đến chị xài thử chứ. Ok. Thì như vậy là để bữa nào chị chạy qua chị lấy cái sample chị xài thử ta. Dạ, ok, em cắm hay chị Hằng điện ha. vào nha. Đôi Với khi lại cũng không cần, cái ban ngày xài cũng được. Dạ, dạ có gì chị Hằng đến để em gửi cho chị tặng cái multi care cream luôn. Ok, ok, thank rồi, you chị. Bữa nào chị chạy qua em nha. Ok, thank you chị. Rồi, ok em. Dạ, bye chị. Bye em. Thưa quý vị, Jennifer thấy có một câu hỏi trên Facebook đó, là nếu mà quý vị ở bên Việt Nam có thể mua kem chống nắng có được giảm hay không? Thưa quý vị, nếu mà quý vị ở những nước khác như bên Việt Nam đó, thì công ty Forever Be More cũng có những cái chương trình để gửi đến thẳng cho quý vị. Công ty Forever Be More cũng có thể giữ cái chương trình giảm bớt 10 đồng cho cái kem chống nắng. Nhưng mà of course khi mà mình gửi cho những nước khác á, có nhiều lúc nó có tiền shipping, đúng tiền rồi. Fees. Nhưng mà công ty Forever Be More sẽ làm việc thẳng với quý vị để gửi đến, để quý vị không có bị mất hàng và có thể xài thử cái kem chống nắng. Giống như bên Việt Nam rất là quan trọng là mình dùng đúng kem chống rồi. nắng. Xuân Quỳnh thấy là nắng ở Việt Nam còn gắt hơn là nắng ở bên Mỹ nữa. Tại vì dù gì mình cũng ngồi trong xe, còn Việt Nam mình phải lái xe nhiều ra bên ngoài, phải không? Công ty Forever Be More cũng có những quý khách mà ở bên Việt Nam rất là thích xài cái nước uống caviar drink. Tại vì trong đây cái trứng cá hồi, những cái omega trong đó nó cũng giúp là bảo vệ cái làn da của mình. Với lại những cái tác hại của ánh nắng mặt trời, nó làm cho cái làn da của mình nó khỏe hơn, nó mạnh hơn để nó có thể phản đối những cái tia cực tím. Đúng rồi, thưa quý vị. Và một lần nữa như Xuân Quỳnh đã chia sẻ là cái promotion ngày hôm nay, khi mà quý vị mua hai hộp nước uống collagen đỏ, quý vị sẽ được tặng một cái nhau thay cừu serum để mà quý vị có thể bên trong mình vừa uống nước uống collagen mà bên ngoài mình vừa thoa cái nhau thay cừu serum này để mà trị nám. Và cái nhau thay cừu serum này lên đến cái giá là 200 Mỹ Kim, một cái quà tặng rất là giá trị, phải không? Dạ, xong một lần nữa, cách dùng của hai sản phẩm này chung với nhau để trị những cái vết nám đầu môi, những làn da mà nó không bị điều màu á, thì rất là dễ. Cái nước uống collagen beauty drink này, tại vì cái hàm lượng của nó gấp đôi những cái loại khác ở ngoài thị trường, quý vị chỉ cần uống là một tuần 2 đến 3 chai thôi, tùy theo cái lứa tuổi quý vị. So quý vị có thể bỏ vào tủ lạnh cho nó lạnh, and then quý vị lắc nó lên, mỗi chai lắc lên, khui nó ra, và một tuần uống nhiều nhất là 3 chai thôi. Sau ban đêm á, thì mỗi đêm quý vị có thể thoa cái serum nhau thay cừu trên làn da của mình, thì nó sẽ giúp đánh vào những cái vết nám đó và vỡ bỏ những cái nó bị sạm da đó, để quý vị có thể có một cái làn da trắng sáng, không có bị đờ mồi. Thưa quý vị, đây là phần 2 là một chương trình trực tiếp khi mà quý vị gọi điện thoại vào với số phone là 1888-933-7624. Ngoài cái phần quà tặng ngày hôm nay đó chính là một cái kem multi cream để mà mình trị những cái vấn đề về da, mình còn được tặng thêm một cái gift voucher trị giá 20 Mỹ Kim nữa. Dạ, 20 Mỹ Kim đó đó quý vị có thể dùng nếu mà quý vị muốn một cái loại kem dưỡng da
hay là muốn xài đến những cái nước uống collagen của Forever Be More, quý vị có thể xài 20 đồng đó, 20 Mỹ Kim đó, giống như là cái gift certificate. Nhưng mà Jennifer cũng muốn nhắc là quý vị không có dùng cái đó chung với lại kết hợp với là những cái promotion khác, quý vị Jennifer nhắc cái thôi. Thì nếu mà quý vị muốn cái 20 đồng gift card này chung với lại cái multi-care cream á, quý vị có thể điện vào để đặt những cái câu hỏi về những cái sản phẩm đây. Số đó là 888-933-7624. Cái multi-care cream này lúc nào Jennifer cũng để vào bóp khi mình bị khô tay, cái móng tay quý vị bị khô hay bị nứt á, Jennifer thoa nó lên, nó giống như cái Vaseline á, nhưng mà nó làm bằng aloe vera. Quỳnh biết là aloe vera nó là một trong những cái cây mà có rất là nhiều cái dưỡng chất tốt cho cái làn da, nhiều khi mình bị phỏng đó, mình cũng thoa aloe vera nữa đó Jennifer. Thưa quý vị, Jennifer thấy trên Facebook đây có chị hoặc là anh Tâm có nói là đã xài ra rất nhiều sản phẩm của Forever Be More rồi, đặc biệt cái viên uống Glamour, Game Dark Spot nữa. Rất là cảm ơn anh chị đã comment vào công ty Forever Be More. Ngoài những sản phẩm giống như nước uống caviar này hoặc là cái serum nha thai cừu, có rất là nhiều sản phẩm dành cho tất cả loại da, giống như da dầu, da khô, da bị nám, da trẻ em nữa, những người làn da bị mụn, có sản phẩm cho nam và nữ nữa. So Jennifer, xin mời quý vị hãy đến mạng của Forever Be More, đó là foreverbemore.com. Trên đó quý vị có thể tìm thêm những cái chi tiết về mỗi sản phẩm trên đó, và trên đó cũng có những cái promotion đặc biệt nữa. Thưa quý vị, và nếu mà quý vị yêu thích chương trình Vẻ Đẹp Vĩnh Hằng của công ty Forever Be More thì quý vị cũng có thể theo dõi lại những cái show video trên Facebook cũng như là trên trang YouTube của công ty. YouTube của Forever Be More có tất cả các video trên đó, quý vị có thể coi vào. Và đặc biệt trên Facebook, quý vị cũng có thể là lên đó bình luận về những cái sản phẩm quý vị đã xài qua rồi, hoặc là hỏi những cái câu hỏi về những cô sales tư vấn. Và công ty Forever Be More cũng đã có một cái chương trình là nhắn tin vào để nhận những cái chương trình special, những cái promotion special giống như một tặng một. Quý vị sẽ được người đầu tiên để biết đến những cái promotion đó. So nếu mà quý vị muốn sign up rất là dễ, quý vị có thể nhắn cái chữ sale là SALE vào cái số phone trên màn hình, đó là 888-933-7624. Thì quý vị nhắn tin sale vào cái số phone đó đó, quý vị sẽ được sign up. So mỗi tuần công ty Forever Be More cởi những cái promotion ra, quý vị sẽ được đầu tiên nhận. Mà như quý vị biết là tại công ty thì có rất là nhiều sản phẩm khác nhau, nào là những cái sản phẩm tốt cho sức khỏe cho đến những cái sản phẩm giảm cân an toàn, và thậm chí là kem dưỡng da nè, rồi nó uống collagen nữa. Thì với nhiều cái sản phẩm như vậy, mỗi tuần mình sẽ có những cái promotion khác nhau là chắc chắn rồi, phải không Jennifer? Thì nếu mà quý vị muốn mình là người đầu tiên mà có được những cái promotion này thì hãy tham gia cái chương trình nhắn tin của công ty. Mình chỉ cần nhắn từ là sale SALE đến với số phone là 1888-933-7624 thì mình đã sign up cho cái chương trình này rồi. Jennifer thấy đây có vài cô mới sign up nữa. Rất là cảm ơn anh chị đã sign up cho cái promotion, cho cái chương trình này. Và of course, nếu mà quý vị có trong thời gian này, nếu mà quý vị có những cái câu hỏi gì, mình chỉ còn vài phút nữa thôi, quý vị có thể điện vào ngay lập tức hoặc là nhắn vào số phone 888-933-7624 để đặt những cái câu hỏi về chăm sóc làn da hay chăm sóc sức khỏe của quý vị. Một lần nữa, cái promotion ngày hôm nay cho cái nước uống collagen caviar đó, khi quý vị mua 2 hộp là 360 đồng, quý vị sẽ được tặng một cái hộp serum nhau thai cừu trị giá 200 đồng lận. Sản phẩm này rất là đặc biệt và lý tưởng cho những làn da bị nám. Và có thể nói là đây là cái promotion mà rất là hiếm có tại công ty, bởi vì cái quà tặng nó lên tới 200 Mỹ Kim lận, thưa quý vị. Mà vì sao công ty lại có cái promotion đặc biệt này? Bởi vì công ty muốn là khi mà nói đến cái việc trị nám, công ty biết là ai cũng muốn mình trị nám làm sao mà vừa nhanh vừa hiệu quả, không Jennifer? Đó là lý do công ty kết hợp mình vừa uống cái nước uống collagen bên trong mà mình vừa thoa cái nhau thay cừu serum bên ngoài để mà mang được cái sự hiệu quả nhanh nhất đến cho làn da của chúng ta. Và rất tiếc là thời gian chương trình không còn nữa. Xuân Quỳnh và Jennifer xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng trong khung giờ từ 6 giờ cho đến 7 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại.